Welcome back to Đài Chơi Fire Edin. Người hành tinh ạ. Đời không còn. Wow, ra ngoài rồi. Cái gì? Người dân nữa. Biểu tình này. À, họ yêu người hành tinh. À, sẽ bắn hết luôn. Có một đôi nấu trong này. Khí này. Rồng à. Thì mình sẽ ăn cái vũ khí. Có gọi con rồng à. Có một ông nấu trên này này. Super Hero Safe Fire Game. Chúng ta chơi Skippity Toilet. Tiếp tục nào. Ui. Ui. Vào game. Cái này như kiểu Speed Game rồi. Đầu tôi lết đấy. Ugh.
Christmas day. Give me the Ready? Shut it up. Trời đứng màn đi. Không, ở đây có chỗ để tựa rồi. Con ong này này chui được cả vào trong cái lỗ bí bí này, mày ghét gì? Trời ơi. Phải biết thế này đi. Oh. Ông chui kiểu gì mà chui được cả vào. À, một tí nữa chạm vào cái ánh sáng. Rồi chúng ta sẽ vào game Rainbow. À, rồi. Hết giờ. Và trời là căng. Game này lâu rồi chưa update. Next sang màn mới này. Màn mới chúng ta một con trắng trắng này đuổi. Trắng trắng này mới hút. Hello darling. Dễ nhờ. Ok,
À, đầu toilet đi ra này. Lúc ban đầu vào game này còn đúng một cái đầu toilet nó chui ra đằng sau không thấy xuất hiện nữa. Các chiến binh người xương ra nhất nhiều. Này, xuyên qua giáp này. Rido. Bà kia mấy. À cái ông này xóm này. Là bị chuồn gì thôi. Rồi. Kết thúc quá nhanh. Ông này sẽ bị đóng gói. Cây này mạnh phết này, tưởng là không làm ăn được cái gì. Ôi đấy, không hề mạnh như ta nghĩ. Cây khỏe thế rồi. Mấy quả táo em mới khỏe này. Chắc là to khỏe.
con zombie điên nó vào nó ăn mà không biến mất. Ôi con robot này khỏe quá, bắn mãi không chết này. Đáng sợ thật đấy, cái mà bắn chúng là đi luôn nửa cồn máu đấy. Mình hồi sinh. Stick war. Ok. Ok. Nhân vật của chúng ta này có màu hồng. Để cho cái mấy con boss này ra đây. Quánh cân sức đi. Đây rồi. Wow. Thua rồi. Kìa, cái đằng thầu kìa. Bắn vào mông nó được. Ui. Toilet monitor. Rồi vào game.
có nhiều đồ, đồ có một cái đồ toilet nó chui ra này. Điều này cũng được ấy. Đây, tăng tăng thêm dân dân này. Hết giờ rồi. Chắc chắn là có bot ra có cái cảnh báo như này nó biết ngay cái đồ toilet to. Ui, đồ robot. Kinh ơi. Ơ một game mày hay đấy. Hello, welcome back, chúng ta sẽ chơi Toilet Monster. Trời vào game. Ui. Bắn luôn này, cái ông đầu camera ông bắn. Oh yeah. Game 3 sao lên, game này giống Mr. Bullet. Dễ quá. Này, bắn 4 phát. Oh yeah. Nick. Oh yeah. Hết chưa? Oh yeah. Cái này nó phản phản đòn, phản đòn. Này này. Đạn bắn vào nảy lại mình là toi luôn. Hiểu không? Ôi giời, đời 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 đời. Ôi giời, mày quá, ba viên à. Game này làm thế là tăng độ khó đấy. Xong rồi. Xe cho dog nào. Chín nữa thì chạm cái cài bịt cho cái gai lại chê lại thì nó đông chó lên đấy. Ta chơi Rainbow Garden. Nghe cái bánh này. Ô
Chim. Chú chim đây rồi. Hết rồi. Next xem bản tiếp theo. Ăn 6 con bông bông này là đủ mà. Ui bót kìa. Đây, cho vào đây. Cho cái lon nước vào đây. Cái này của mình. Năm, sáu. Còn một chai nữa. Ừ, hết giờ rồi. Quá nhỏ cho chúng ta. Màn chạy đua thì mình chơi chưa vào thắng. Đây. Theo chân của các bạn này. Ngoài đời mà thế này ra thì thật là nguy hiểm luôn. Đây rơi, đây là rơi luôn. Hay gần trong đường cụt này. Ok, chúng ta chơi Skibidi và Crab. Vào game này sẽ chơi hiệp kiểu là phòng thủ. Như cái đầu toilet nó sẽ đi đến rồi mình sẽ phòng thủ. Rất nhiều thủ tục để mà chơi và lên nâng cấp thì mình nâng cấp thêm một người đây. Con chim. Đây đầu tôi nét rồi. Kick buddy. Steady, I'm gonna snooze for a while. Chịu hồi cái gì đây? Food. Are those fresh? Is that for me? I might vomit. Bọc ngô này. I'm gonna go play a couple of your other iPhone games. Bọc ngô sẽ nổ tung. You're killing me. Tin chỗ này sẽ tràn ngập bóng ngô mất. You have anything I could read for a few minutes? Help me! You're killing me! Có rất nhiều bóng ngô nổ tiếp này.
getting post-traumatic stress disorder. I might vomit. Thương cà. Ô, thương cà cay quá. Paul Matter. Chung ở đây khá nhiều nhân vật mình thích. Thích nhân vật nào mà chơi đây? Cô gái. Cô gái với mẹ rồng nha. Thôi từ từ từ. Cái tay cầm này nó có khả năng giật này. Đấy, đấy. Ui dồi. Bullseye. Headshot. Finisher. Phát cuối, được niệm phát cuối này. Player one, choose. Này, cô gái này. Đây là cô gái này có mũi tên phân thân này. Bắn 53 nòng. Đấy. Bullseye. Shot. Finish him. Fatality. Mũi tên màu vàng. Kiếm đâu đấy? Epic. Sonic. Đây đây mà Sonic này. Hơi mờ. Nhân vật hướng dẫn hơi mờ. Cứ xoay xoay này là đỡ bị mất những cái nhẫn này. Đây đây đây. Đấy, đấy. Ôi đời đời. Thế thôi. Quay đây là màn cuối không? Quát. Ây ôi, rơi hết cả vòng đôi thôi thôi. Ring. Cái nút điều khiển này nó cứ ở dưới này. Xong rồi hai. Hai bên sức mạnh ngang nhau đấy.
Ôi, nặng quá. Nhanh quá, mình thấy nhanh quá. Trời. Nét chụp hình mới nè. Ui, bot. Con bot này. Ui, yếu thế. Cầu toilet kìa. Vì giờ cái bot mà này có hai con sao. Ui. Trong lúc xin dẫn này, này đầu toilet này, bên này cũng đầu toilet này, kích vào đây, xong chưa? Giật thế nhỉ. Giật lại nhá, đây cho cái đồ tôi lấy này. DVD with camera. Bây giờ phi thuyền này ngoài hành tinh luôn này. Game này có cái nhạc nên mình tắt đi rồi. Một cái nhạc này sau hay bị bình thường.
Tăng tốc. Hết giờ thôi. Hello, welcome back to Night Train America. Okidoki. Chúng ta đưa cái map tên là Singapore. Ôi, nhìn đẹp đấy. Đường đâu? Vỏ chuối ở đây, à đây đích tiêu rồi. Cái vòng đua này khá là ngắn, 2/2 rồi. Chơi mà game. Chúng ta dùng sức năng của ông này để bay lên được. Bay lên cứu cô gái. Đi sau. Câu lên thế nhở? Fail rồi. Giờ câu lên tít tít trên này cái. Béo quá. Ui, béo quá. Sau chúng ta vào Mercy Toilet. Ready?
chịu, vào game phát có cái quả nhạc luôn. Đây, đồ camera thu thập thật nhiều. Này, còn rất nhiều game cho chúng ta tải này. Thích chơi game nào thì tải game đó. Kết hợp ê à, để ra được con nhện to này. Căng đấy, căng đấy, căng đấy. Không ăn được. Mình chỉ có một cái đầu toilet to lắm. Chỉ dễ luôn. Rồi chúng ta tiếp tục chơi Season Dog. Đây làm luôn cái rào chắn như thế này. Nào, ong nào có thể vào được. Dùng chính cái sức đẩy của ong này giữ cho cái thành này nó ở đây. Chúng ta sắp chơi hết game rồi đây. Ui, hàng trên này, trên này. Trên này lại có cái quả cầu gai. Giữ chó này. Ở yên ở giữa này. Cái này mà khu gỗ đâu. Có khu gỗ này. Khu gỗ này không giữ được. À, đây 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 đây. Trên đây có chó này. Có một chú chó nữa trên này. Toilet mình thử. Ta khi nhìn thấy game này thấy hay thì hãy like share clip. Ai xa đầu đầu loa đài luôn, mạnh thế nhỉ.
Ngã thôi. Tăng xuống dần. Đạn đẹp thế, đạn game đẹp thế. À, chúng ta sẽ kéo màn hình xuống một tí để mà nhìn thấy boss này, đầu toilet. Ui giời ơi, kinh ông. Chúng ta sẽ nick thêm một phát nữa. Rồi, vào game. Tăng tốc. Trời ơi, ăn được cái dạ này hay thế. Ui, cái đồ camera. Đạn đã bắn được dồn dập kia. Lù thua. Game nào nữa nhỉ? Subway Surfer. Ok, và game ta đang trong Subway Surfer và mình đang chạy trong thành phố. Sao cái game này vào đây âm thanh nó bé thế nhỉ? Âm thanh nó cho maximum rồi đấy. Cảm thấy nhạc bé quá. Chúng ta sẽ vào game Rainbow Garden. Mèo. Đây là một con mèo. Này, nhạc hơi to đấy các bạn nhá. Âm thanh nhạc bé xuống. Ôi giời ơi, đồng đội làm hết rồi. Không cần gì đến tay nữa. Đông không? Chúng ta chỉ là một thí sinh trong hàng trăm thí sinh trong đây thôi. Đó, cái con chim nó quắc quắc nó mổ ra đi. Ban. You don't know.
Hãy bảo sửa lại cái phiên bản này, quên chưa sửa cho nó đủ. Từ cái nền ở dưới này nó màu khác đi. Chấm cái hoài lòng kim cương vậy. Thế là mất hoài lòng kim cương rồi. Bao nhiêu công tích cóp thì mất rồi. Không thể tin được. 6 zombie. Chúng ta dân số đang có là 6 zombie. Sẽ tăng số lượng đi. Chín dân rồi, ôi đông thế nhờ. Phá đảo thế giới ảo rồi. Wow, mỗi lần rơi là mỗi lần mất dân. What? Mày toại hết rồi. Đi dàn rồi. Rồi chúng ta tiếp tục chưa? Chúng ta đi chơi game Super Soup. Yamato nè. Cuối cùng là Yamato với nhau. Chúng ta sẽ chơi game Toilet Monster. Thank you.
Đó, xong màn xíu nữa hết mẫu này, còn 200 nè. Cũng hết game rồi, chúng ta còn stick war này. Chúng ta đã có cái đội hình cho riêng mình, bây giờ phải đánh nhau thật như thế nào. 1, 2, 3, 4 con, bên này mình 5 con, tốc độ đánh là 100%. Xem hai con này con nào thắng được. Immortal Kraton. Đại luôn. Hello, các bạn đang chơi Scary Teacher. Yes, có cái màn, có cái màn này mãi không qua được. Đấy, có cái màn con thỏ này khó phết lắm. Chúng ta sẽ làm một số thứ này, nhặt những cái món đồ này trước nè. Sạc pin. Sạc pin cho cái máy này. Hết pin sạc. Đi. Sao chỗ này nó xem có bị sạc không? Không phải sạc nhá. Nhầm màn. Xịt mất rồi. Ô, mất. Mất rồi. Phải bỏ tay nhanh quá. Thành công mà này lại xịt rồi. Chị rồi mà này hỏng. Fail.
Rốt rốt. Rồi bà ghép. Biết cái con đường đi ra đây, ra đằng này này kiếm rất là nhiều. Chỉ được bị thịt. Map khá rộng đấy. Thoát đi. Chỗ này không có đường đi à? Lù đã chiếu soi cái đống đèn này rồi, win rồi. Thank you.
Thank you.
Yeah.